Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái Eto ha, Eto kẹp bàn của hãng Tonsen nha. Thì cái Eto này nó có chức năng là xoay 360 độ ha. Xoay 360 độ và cái ngàm của nó mắc là 50 mm nha mọi người. À, hàng cầm rất là chắc ha. Rồi, tôi xin mọi người xem ha. Đây đây là cái tô kẹp bàn nha, hàng này cũng rất là cầm nặng tay ha. Đây là cái ngàm xoay ra ngoài, thì cái chất liệu là bằng gang, tôi cầm cảm thấy cầm rất là nặng ha. Chúng ta có thể kẹp trên bàn để dùng búa hay gõ những cái này gõ trên đây được, nặng lắm ha, rất là nặng đó, cầm rất nặng nha. Hàng nói chung hàng Tonsen là hàng công nghiệp nên hàng chất lượng cũng cao cao lắm mọi người ha. Đó, quay ra rất là tầm tay ha. Nó không có dạng như là hàng rẻ tiền đó. Hàng này hàng chất lượng đó ha, quay rất là tầm tay, rất là êm đó, rất là êm ha. Thì trên đây nó cũng có những cái rãnh nó dùng để bám, nó dùng để bám chắc vô vật liệu ta cần kẹp á, đây cũng vậy ha. Thấy hàng này làm chất lượng rất là tốt. Thì cái hàng của Tonsen này là hàng xuất khẩu đi các nước đó. Hay người ở các nước nên nó làm nó không phải là hàng hàng chợ đâu, này nó làm dạng là hàng công nghiệp nên mọi người mua những cái Eto này xài rất là yên tâm ha. Tôi thấy cái độ này làm rất là đẹp đó, tôi quay cận cảnh cho mọi người xem ha, rất là đẹp, rất là cứng và chúng ta có thể xoay xoay cái mâm này xoay được 360 độ ha, ta có thể nới cứng quá đó, xoay à, xoay đâu thì tao gài nó lại đó, gài lại nha đó, nó xoay đó. Xoay 360 độ rất là hay nha nha mọi người, thấy cầm rất là êm tay và quay nó cũng rất là nhẹ nhàng ha, chạy rất là nhẹ chứ nó không có sụt sạch như là mấy cái hàng rẻ tiền nha đó. Nó chạy rất là êm đó, giống như cái đồ xịn tay vậy đó ha, mọi người thấy ha. Đó. Cứng lắm, hàng này cứng lắm, hàng ngàm cứng lắm. Rồi cái cục này có giá là 350 ngàn tại cửa hàng nha, giá chưa cần phí ship. Cục này tương đối nặng ha mọi người. Thì cái này ship cũng mắc tiền nha. Đó, coi vậy với nguyên cục sắt nặng lắm đó, tôi cầm vậy không mỏi tay đó. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng hay liên hệ tôi theo số điện thoại bên trên màn hình nha. Trời ơi, cảm ơn. Rồi, xin chào.